Ok, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Duy Khải nè mọi người. Và video lần này thì Khải trung gian dùm cho anh Tùng cái áo New Tin, cực phẩm New Tin với giá 5.8 triệu rồi đây. Hiện tại thời điểm vừa rồi thì anh Tùng có được top đó là từ top 1 cho đến top 7 cá nhân. Thì anh Tùng bán lại cái áo này cho thằng em với giá 5.8 triệu. Đó, và Khải sẽ là người trung gian. Đó anh em, 5.8 triệu thì thằng em chuyển mua lời thì nó là ok. Đó, cái áo này thì áo cực phẩm em. Nếu áo thường á, nếu áo thường thì ở server hiện tại bây giờ thì nó đã nằm giá từ 4 triệu cho 4 triệu rưỡi rồi nè. Nếu mua được rẻ nhất á thì cao lắm là 3 triệu rưỡi. Đó là áo thường, không được cực phẩm. Cái này là nó mang tên cực phẩm 25, 200 và 1 cấp. Đó. Thì thằng em này nó mua với giá đó là 5.8 triệu, khá là hợp lý. Thời điểm tại rất là khá hợp lý. Rồi, chúc mừng em luôn. Thằng em thấy trong bàn của mình nha anh em. Yunxin. Đó. Anh em xem sức đồ. Và vừa rồi là phát lương luôn em ơi, phát lương tuần luôn nha nè. Đó, thấy yên. Yên này thì chỉ có làm chậm thủ lý thôi, chưa có làm chón. Nên là đi cái áo kiềm đó kèm với nón chón và vũ khí chón thì sẽ hợp lý. Đó. Lên nón chón 40, ấn 1. Vũ khí chón 40, ấn 1. Đó. Pin. Rồi, ok anh em, và anh em xem video này đừng quên đỡ lại cho một like sẽ ủng hộ chơi anh em ơi. Và kính chúc anh em một buổi tối xem live vui vẻ nha, cũng như là xem video vui vẻ nha. Khải hay live trực tiếp vào lúc 7 giờ 30 phút tối hàng ngày nha anh em ơi, cũng như là buổi trưa up video vào lúc 11 giờ 15 phút hàng ngày nha. Anh em rảnh thì có thể lên kênh ủng hộ like, đăng ký ủng hộ chơi nha.